Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thảo để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nhân quý vị. Đây, chào Thảo. Dạ em chào anh Tấn. Dạ xin kính chào các cô chú anh chị mình đang theo dõi trên kênh Mai Vàng Quê Dừa. Thì hôm nay nhà em có về được một lô mai giả lá gai, giá cả thì rất là rẻ luôn, chỉ từ vài trăm ngàn thôi. Địa chỉ nhà em thì vẫn ở xã An Hải Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Và số điện thoại liên hệ của em là 0342 360 363. Và đây cũng là số Zalo của em luôn. Hình thức ship thì nhà em vẫn là bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc ha. Mong cô chú anh chị mình đón xem clip chọn cây và ủng hộ giùm em. Dạ em cảm ơn rất là nhiều. Giờ mình nhờ cây đầu tiên của anh ơi. Mã số 1 hay sao hả? Mã số 1 anh ơi. À, mã số 1 quý vị ơi, mình ước lượng chiều cao nó chắc khoảng tầm là 1m4 đi ha. Tán ngang khoảng tầm 1m2. Đó. Thì lô mai hôm nay về thì được đặt lá rất là sạch rồi ha. Hãy kéo chụp hình đó. Tay cành thì đều ha. Rồi có hoa luôn. Rồi dựng tháo. À có mặt bông luôn. Có mặt hoa đây quý vị. Nắng quá nên cái cánh nó cũng hơi bị sụ sụ mới ha. Tay cành bự bự. Đây mình vô cái hoành luôn quý vị. 24 anh ơi. 4 hoành ha. Thì hôm nay nó cũng có cái sẹo nha quý vị. Đó. Xẹo ở đây ha. Rồi, giao luôn như em. Dạ, mã số 1 này em giao luôn cô chú anh chị mình 600 ngàn á. Rồi, 600 một chiếc giá rẻ. Yêu thương luôn. Tiếp theo là mã số 2 ạ. Rồi, mã số 2. Rồi, mã số 2 thì em này cao khoảng tầm là 1m6. Tán ngang khoảng tầm là 1m1 nha quý vị. Xuân cành đẹp. Đó. Cũng có cái hoa trên đỉnh nè. Hoa này hai lớp luôn ha, hai lớp luôn, bông vàng sẫm luôn, tay cành đều rang. Rồi dỗ quanh luôn quý vị. 21 rồi đây. Rồi để luôn. Rồi vậy luôn như em. Mã số 2 này cho luôn cô chú anh chị mình 600 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Theo mã số 3 à. Số 3 này cao tầm khoảng 1m7 ha quý vị. Tán ngang chắc khoảng tầm 1m1 ha. Cái cành khá. Rồi mình vô cái quành của nó luôn ha. 23 anh ơi. Rồi 23. 23 quành đế cũng khá ha. Đó. Rồi luôn như em. Mà số 3 này em giao luôn cô chú anh chị mình 600 ngàn. 600 ngàn luôn. Đó là này yêu thương không có gì. Thế thì là mã số 4 này. Rồi mã số 4. 4 thì em này cao cũng khoảng 1m6 ha. Tán ngang chắc khoảng tầm là 1m1 quý vị. Rồi xuống cành luôn. Cành ok ha. Rồi vô cái quành luôn. Này đấy nguyên cái bể dưới luôn. 25 quành ạ. Rồi xây qua bên kia luôn. Rồi bên đây để cũng nguyên bể luôn ha. Đây đẹp quá nè. Rồi giao luôn nha em. 700. Dạ mã số 4 này em giao luôn cô chú anh chị mình 700 ngàn. Rồi 700 nha. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 5 ha. Mã số 5 ạ. Rồi mã số 5 thì em này cao tầm lấy 1m5 nha quý vị. Tán ngang thì chắc khoảng tầm 1m2 ha. Cái này cũng có cái hoa trổ vàng vàng ở trên đây. Cũng rất là nhiều cánh đây ha. Rồi xuống cành luôn. Đó. Đó, mình xuống cái quạnh của nó luôn nè quý vị. Tính 22 đây nè. Rồi, 22 quạnh. Rồi, mã số 5. Luôn nha. Dạ, mã số 5 này em giao luôn cô chú anh chị mình 600 ngàn. 600, xuống cây luôn. Cái này mã số 6 ạ. Rồi, số 6. Rồi, số 6 thì cao tầm khoảng 1m25. Rồi, tắt ngang khoảng gọn gọn khoảng 1m nha quý vị. Rồi, thân cành luôn đây. Rồi, vô quanh quý vị. Này nguyên cái này đế. Có ngồi đế luôn ha. 21 ở đây. Đó, nguyên bị đế cứng đế luôn. Dạ. Đó. Chung lô này giá rẻ mà có đế rồi cô chú anh chị mình về nuôi dưỡng là sau này cây nó có giá trị ha. Rồi, vô luôn như em. Mã số 6 này em vô luôn cô chú anh chị mình 600 anh ơi. Rồi, cây luôn. Tiếp theo là mã số 7 ạ. Rồi, số 7 luôn. Rồi, mã số 7 thì này cao tầm lấy 1m1 nha quý vị. Tán ngang gọn gọn hôm này chắc cũng khoảng 90. Tàn gọn nè. Tay cành cũng đều, mình mẩy thì nó
Ở đây có cái vết sẹo đây nha quý vị, sẹo hơi bự bự đó ha. Rồi mình vô hoành 19 nha. Hoành 19. Rồi vô luôn như em. Dạ, cây này mã số 7 em đeo luôn cô chú anh chị mình, giá 500 ngàn anh ạ. 500, rồi xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 8 ạ. Rồi số 8. Rồi số 8 thì này tới tính hết cái đỉnh nhỏ nhỏ trên. Lấy mét 4 thôi nha quý vị. Đáng ngang gọn gọn lấy 90 nha quý vị. Rồi xương cành luôn ha. Rồi vô cái quành luôn. Này cũng có cái sẹo nhỏ nhỏ đây nha quý vị. 24 này. Rồi 24 quành. Quành 24 đây cũng khá ha. Giá nhiêu em? Mã số 8 này vô cô chú anh chị mình 500 á. Rồi 500 luôn. Rồi, giá này yêu thương không ha. Theo là mã số 9 ạ. Rồi mã số 9. Xù nha. Rồi mã số 9 em này cao lấy 1,5 thôi quý vị. Tán ngang này lấy khoảng tầm 1m1 đó ha. Này trổ thôi. Còn hai cái hoa này. Bên kia một cái nữa ha. Đây một cái nữa. Trời nắng là nó hơi bị héo héo mấy cái cánh ha. Cánh nhiều. Bông màu vàng đậm. À xương cành luôn. Cành cũng bự bự không ha. Này có cái cục gì bên kia vậy? Đang bay qua đây. Cái cục này ha quý vị. Rồi cho cái vành ha. 23 anh. Rồi. Mã số 9 ha. Em luôn nha. Mã số 9 này vô luôn cô chú anh chị mình 800 ngàn ạ. Rồi 800. Rồi lên mã số. Theo là mã số 10 ạ. 10 luôn. À mã số 10 quý vị. Rồi em này cao lấy 1,5 đây ha. Tán ngang gọn gọn lấy 80. Cái cành thì hơi hướng lên ha. Khoảng khoảng 80. Dịu dịu có thời gian gì gị nó ra nè. Chằn nó ra ok lắm ha. Tại cành cũng đều nè. Rồi mình vô cái quành luôn nha quý vị. Đế có đế ha. 20 ạ. Rồi đế luôn. 500. Đây cũng khá đó nè. Rồi vô luôn nha em. Mã số 10 này vô luôn cô chú anh chị mình 500 ngàn á. 500 giá yêu thương. Tiếp theo là mã số 11 ạ. Rồi mã số 11. Là mã số 11 thì em này cao tầm 1,5 quý vị ơi. Tán ngang em này mình lấy khoảng tầm 1,5 thôi quý vị. Rồi hai cái hoa đẹp quá. Đó. Rồi xe tít luôn. Rồi vô cái quành luôn thật. 22 anh. Rồi quành 22. Xe xe qua bên kia luôn. Đó, để giáp dòng ha. Rồi vô luôn như em. Mà số 11 này nha cô chú anh chị mình 600 anh. Rồi xuống cây luôn. 600 ngàn rồi gì. Nào, kia cái này rất là nhỏ ha. Theo mã số 12 đúng rồi. Này cao lấy 1,4. À, tán ngang này khoảng tầm 1,2 à quý vị. À, cũng còn tròn nữa ha. Đó. Này thì còn hai cái nụ này chắc ngày mai là quý vị thấy được mặt hoa đó. Mới cái bung bung cái đầu vàng vàng sắp bung rồi. Rồi mình cho cái quành luôn. Cây này 23 hoành á. Để luôn, 23 hoành, có cái củ đế đây ha. Rồi, vô luôn nha em. Mã số 12 này vô luôn cô chú anh chị mình 600 anh ơi. Rồi, 600 cái gì. Tiếp theo là mã số 13 ạ. Mã số 13. Này mình cao lấy mít 4 quý vị. Tán ngang gọn gọn lấy 80 luôn. Đây. Bên kia có cái chùm hoa, này hoa chùm hay còn chùm hoa đây. Đó. Rồi, nhiều cánh ha. Hai lớp luôn. Rồi xây xây luôn. Đây vô cái quành luôn thật. 18 ạ. Rồi này có cái cũ ha. Quành 18. Giá luôn như em. 500. Dạ mã số này là mã số 13. Em giao luôn cô chú anh chị mình giá 500 ngàn. Rồi 500. Tiếp tục là mã số 14 ạ. Rồi số 14. Mã số 14 thì dạ. Em này cao lấy 1,4 quý vị. Tán ngang lấy 1,1 nhưng quý vị. Rồi mình vô cái quành ha. Em này cũng có cái sẹo hơn ngay đây nha quý vị. Tính 20 đi. Rồi có sẹo nè. Mã số 14 này em cho luôn cô chú anh chị mình giá 500 ngàn. Rồi 500. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục là mã số 15 ạ. Rồi 15. Em này cao khoảng tầm 1,6 quý vị.
tán ngang này còn khoảng mét bốt ha. Rồi thân cành luôn. Rồi giờ mới hoành luôn cái gì. 23 ạ. Rồi xây luôn, có cái cụ đế luôn, hoành thì 23. Rồi giờ luôn nhiêu em? Dạ mã số này mã số 15 giây đô của chú anh chị mình giá 600.000 á. Rồi xuống cây luôn. Dạ, tiếp theo là mã số 16 ạ. Rồi hôm nay đang rất là mềm luôn. Nhanh tay anh chọn nha quý vị. Rồi hôm nay cao khoảng mét 2, tán ngang khoảng mét 1, xương ngang. Đó. Xương ngang ha. Rồi vô cái hoành luôn. Đế cũng quá đế nha quý vị. Nó giống cái mình cái con gì nó bò nó ngóc cái đầu lên nè ha. Đó. Rồi, luôn như đem. Mã số 16 này cho luôn cô chú anh chị mình 600 này. Rồi, 600. Rồi tiếp theo là mã số 17 ạ. 17 luôn. Rồi mã số 17 thì em này cao khoảng tầm lấy 1,5 m ha. Tán ngang này gọn gọn chắc cũng khoảng tầm 8-90 nha quý vị. Rồi xương cành luôn. Đó, cành thì phân bố cũng đều ha. Không thưa không khích cũng vừa chơi. Rồi vô cái hoành luôn. 22 ạ. Rồi. Xe luôn, 22 hoành quý vị. Để cũng đều ha. Nghe em. Mã số 17 nè em cho luôn cô chú anh chị mình 500 ngàn thôi. Rồi 500 gì á, này yêu thương quá sao. Theo là mã số 18. Rồi 18. 18 thì em này cao lấy mít này cũng cỡ mít 3 nha quý vị. Tán ngang này gọn gọn khoảng 8-90 ha. Bao gì có cái hoa luôn đây. À, hướng bển ha, hoa đẹp nè, hai lớp nè. Trời nắng quá, nắng nên hoa nó bị dợp bông luôn. Ta cầm thì lực đấy ha. Cho cái hoành luôn nha quý vị. 23 hoành đây. Rồi. Để đây. Đó, bên đây nè, bên kia xa đây. Có luôn ha. Rồi, cho luôn nha em. Số 18 vậy đó cô chú chị mình 600 anh. Rồi 600. Tiếp theo là mã số 19 ạ. Rồi mã số 19 thì em này cao khoảng tầm 1,6 vậy. Rồi tán ngang này 1,2 nha quý vị. Cái tán cũng tròn tròn ha, cũng bự bự nữa ha, xương cành cũng đều đều nè. Xương cành đoạn dưới đây to to không rồi quý vị. Đó. Rồi mình vô cái hoành luôn ha. Vô. 25 anh ơi. 25 hoành luôn, có cái củ nở nở tròn tròn ở dưới luôn, hoành 25 luôn. Được luôn nha em. Mã số 19 này luôn cô chú chị mà 600 thôi anh. 600 luôn. Quá xa rẻ. À, thế mà số 20 ạ. À. Giá này tri ân đầu năm hay. Dạ. Rồi này cao khoảng 1,3 quý vị, tán ngang này gọn gọn mình lấy 70, 60 đến 70 quý vị ơi. Tặng gọn nha. Đó, ở trên đỉnh nó có 1, 2, 3, 4 cái hoa luôn. Hoa này nó cũng dao động nè. Thì 8 cánh, 6 cánh có ha. Đó, 6 cánh ăn lên không nè. Vô hoành luôn nha. Vô hoành luôn em. 22 lên đây. Rồi, 22 hoành. Như em. Mã số 20 này cho cô chú chị mình 500 ta. Rồi, 500. Tiếp theo mã số 21 ạ. Rồi 21 này cao 1,7 m quý vị ơi. Tán ngang này lấy 1,1 m quý vị. Đây xương cành luôn. Cây này khá đế quá này. Bên này cũng có cái sẹo nhỏ nhỏ đây ha. Rồi đo đoá luôn. 24 này. Rồi để luôn. Đây cũng khá ha. Rồi luôn như em. Mã số 21 là cho luôn cô chú anh chị mình 600 này. Rồi 600. Tiếp theo là mã số 22 ạ. Rồi 22. Rồi hôm nay cao tầm khoảng lấy 1,6 m gì ơi. Tán ngang khoảng tầm 1,1 m ha. Tại cành cũng khá quá ha. Rồi vô cái quanh luôn. 24 anh. Để giáp dòng luôn quý vị ơi, 24 hoành ha, để cũng giáp dòng nè, cành cũng khá. Rồi giao lưu như em. Dạ, cây này mang mã số 22, em giao lưu 600 ngàn. 600 luôn. Tiếp theo là mã số 23. Cây này bên em con sẵn rồi nha cô chú anh chị. Con sẵn. Này cao lấy mít 6 rồi ha, tán ngang gọn gọn, này chắc khoảng 50 à.
Đó, tay cạnh thì được con sẵn rồi nè. Đó, còn hoa nè, hoa này chắc cũng chắc tính hiện tại thì 2, 4, 6, 7 không biết nó có rớt hay là gì không, chứ hiện tại thì nó đang ôm 7 cái cánh ha. Cành này cũng khá quá rồi, vô cái hoành luôn. 22 đi anh. Rồi 600 luôn như em. Dạ, mà số 23 này em cho luôn cô chú anh chị mình 600 ngàn anh. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 24 ạ. Rồi, 24. Rồi, 24 thì em này cao khoảng tầm 1m6 nhân ơi quý vị. 8 ngàn thì khoảng 1m2 ha. Rồi, chân cành tàn cũng xòe ha. Rồi, vô cái hoành luôn ngon quý vị. 24 rồi này. Rồi, xây củ đế luôn, 24 hoành. Rồi, giá luôn như thật. Mã số 24 này luôn cô chú chị mình 600. 600 luôn. Tiếp theo là mã số 25 ạ. Rồi, 25. 25 thì này cao lấy 1m6 gì vậy? 8 ngàn gọn gọn là chẳng khoảng 1m, ngang góc thì nó hơi tắt nhẹ. Bù lại dưới có cái củ đế. Rồi. Cây này còn quá xế nụ luôn nè. Cây này mua về là cô chú anh chị để thấy mặt bông luôn ha. Thấy mặt bông xong cái gì lạc liền nha. Dạ. Tại cành cũng bối thì cũng ok ha. Rồi, này có cái củ đế nè. 23 đó. Rồi, có cái củ đế nè quý vị. Đó. Cũng bự lắm nha. Rồi, chú luôn nha. Mà số 25 này em cho luôn cô chú anh chị mình 500 ngàn thôi. Rồi, 500. Đúng chắc. 500 mà bao ship luôn. Mà số 26 à. Rồi em này cao tầm 1m6, tán ngang khoảng 1m1 quý vị. Chân cành cũng khá lắm nha. Chân cành trên xuống dưới ha, ok quá rồi. Rồi vô cái hoành luôn nha quý vị. 23 anh ơi. Rồi ở dưới có củ đế luôn, 23 hoành. Đế mặt bên đây cũng lực ha, mặt bên kia cũng lực luôn. Rồi giá luôn nhiêu đây em. Mã số 26 này em cho luôn cô chú anh chị mình 600 ngàn ạ. 600 luôn. Thế thì là mã số 27. Giá này nhỏ xíu siêu luôn. Rồi hôm nay cao lấy 1m2 quý vị. Tán ngang gọn gọn chắc khoảng 6-70 vậy đó ha. Rồi xương cành luôn quý vị. Cành cũng khá ha. Rồi xuống cái hoành luôn. 21. Rồi 21 hoành. Hello như em. Mã số 27 này cho luôn cô chú chị mình 500 ngàn. Rồi, 500. Tiếp theo là mã số 28. 8. Rồi 28 thêm này cao khoảng 1m5, tán ngang khoảng 1m. Đó. Tàn về cũng đẹp quá nè quý vị. Đó. Quý vị thích thoát thân cao với cái tàn này thì chốt cái này chơi ha. Đó, tại cạnh vậy nè, ok rồi. Rồi, xuống cái hoành luôn nha quý vị. Hoành 21 ạ. Nè, 21 nè, đế có đế luôn ha, đế cộng lực lực không nè. Đế đủ trơn ha. Luôn như em. Mã số 28 vậy đó cô chú chị mình 600. 600 luôn. Tiếp theo là mã số 29 đó nè. Rồi, 29. Này cao lấy 1m6 gì ơi. Tán ngang em này chắc khoảng tầm 1m1 ha. Em này thì cũng con tàn sơ sơ vô rồi ha. Rồi, mình xuống cái hoành luôn. 24 ạ. Rồi, này có cái củ đế nè. Đều ha. Chào luôn nhiêu em. Mà số 29 này luôn cô chú anh chị mình 500 ngàn thôi. 500. Thế mà số 30. Em này hoành bự này nha. Rồi, em này cao lấy 1m5 quý vị. 8 ngàn. 1m1 ha. Đây, xuống cạnh luôn đây. Rồi xe xe luôn, dựng nó kỹ nha. Quanh thì này, quanh bự mà có cái sẹo ha, có cái sẹo đây cũng bự nữa. Đế cũng cộng cũng bự luôn nữa. Vô quanh luôn nha. Giá thì chắc nhỏ. Quanh 30 rồi. 30 quanh. Đế cộng lực lực, chảy đều bầu luôn nè. Bên mặt nào cũng có đế ha. Dạ luôn như em. Quanh 30 luôn. Mã số 30 vô luôn cô chú anh chị mình 700 ngàn 700. Ha. À. Bao ship tận nhà luôn. À, 30 hoành, 700 ngàn, bao ship luôn. Quá, giá này không còn giá nào rẻ hơn. Số 31 rồi đây. Này rẻ, quá xa là xa luôn. Rồi, hôm này cao khoảng 1m6, tán ngang lấy gọn gọn 1m luôn.
xương cành mà. Đây, mình vô cái hoành em nói luôn quý vị. Dạ, 22 ạ. Rồi, cây hoành kia luôn, quý vị ngắm nghe mà ở đây luôn. À, đây có đủ luôn ha. Rồi, vô luôn nhiêu em? Mã số 31 và cho luôn cô chú anh chị mình 600 ạ. Rồi, 600. Tiếp theo là mã số 32 ạ. 32. Rồi, mã số 32 thì em này cao tầm khoảng là 1m3. Tán ngang này chắc khoảng 1m1 quý vị. Rồi, thân cành luôn. Đó. Ok quá rồi. Rồi, vô hoành luôn nha quý vị. Hoành tính 22 này. Đế còn bự bự. Đế mà... bổ bổ xuống nha. Dạ luôn như em. Mà số 32 này, dạ luôn cô chú anh chị mình 600 ngàn anh ơi. 600. Cái cuối cùng hả chà? Còn. Cái ba, tiếp theo mà số 33 anh ơi. Rồi, mã số 33 này cao 1m7 quý vị. Tán ngang khoảng tầm 1m2 ha. Đây, xương cành khá quá. Đó. Đặt cành nó trơn nè. Đặt cành ngã. Rồi, mình xuống cái hoành em nói luôn Thảo. Này, tay cành cũng khá ha. Đế cũng khá nè ha. Cây này hoành 24 á. Là 24 nè, 25 yếu tính 24. Tính 24 nè. Khá ha. Dạ, đế là từ đế nè. Này đế đều bầu luôn. Em kia nè. Dạ. Giao lưu nhiêu em? Mã số 33 này giao lưu 700 thôi anh. 700 nè. Đó. Nhích hơn có 100 ngàn được cái mai đẹp luôn. Cây cuối clip ạ. Mã số 34 ạ. Rồi, em này cao lấy 1m25, tán ngang gọn gọn lấy 80. Em này xương ngang nha quý vị. Này xương ngang đẹp nè. À, xương xè ngang ha. Lâu nữa nè, về chơi rầm. Đây, cho cái hoành luôn. Chờ em xíu. 18 anh ơi. Rồi, có cái cũ ở dưới luôn nha quý vị. Đó. À, giờ luôn nhiêu em? Mà số 34 này cây cuối clip mình cho cô chú anh chị mình giá 500 ngàn. 500 à. Dạ lại không Thảo? Dạ, giá này em thấy cũng rất là rẻ rồi. Không, cô chú anh chị mình xem clip chặn cây ủng hộ giùm em. Mình lấy số lượng nhiều gì mình trồng ha. Sau này nó có giá trị. Ví dụ như cô chú anh chị nào có lấy được số lượng nhiều hoặc là lấy hết lô thì cứ liên hệ alo với em. Em chắc chắn sẽ bớt cho mình chút đỉnh nữa ha. Dạ, em xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.